Hoàng Trang xin chào. Xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh của Thanh Trương. Đây là mọi người có thấy ai đây không? Đây là bé Hạnh Trang tập 2 nhá mọi người. Hạnh Trang chào con gái đi con. Xin chào tất cả mọi người. Các vâng. Con là Hạnh Trang. Thì để thực sự là Trương rất là vất vả. Thực sự rất là vất vả và khó khăn khi đặt lịch với mẹ của bé là để hẹn bé ngày hôm nay để phỏng vấn hôm nay thì thực sự rất là khó khăn. Nói chung là cũng may có mẹ với bé hỗ trợ thì mới có buổi phỏng vấn hôm nay thì mong mọi người hãy ủng hộ mọi người nhá. Đây thì đây là bé Hạnh Trang. Thì bé Hạnh Trang kể lại đi, hôm đó là con thi được mấy vòng ta? Con thi được 3 vòng. 3 vòng á? Thì vòng 1 là cái gì nhỉ? Vòng 1 là cái bài xà trứng của chú Trấn Thành. À, xà trứng của chú Trấn Thành á. Cái bài mà chú đổi cái tóc xù xù rồi, đeo cặp mắt kính rồi. Chú mặc áo dài á, rồi chú khoác cà lê rồi chú nói cái nói những cái câu không có gì á. Chú mặc áo dài mà chú mặc quần ngủ. Dạ, có. Chú nói sao nhỉ? Chú nói cái gì nhỉ? Con nói lại cho mọi người cùng nghe nào. Mọi người cùng chiêm ngưỡng lại tài năng của bé này mọi người. Đọc lại bài. Mỗi một đoạn thôi chú nhớ. Đoạn hả? Diễn bài nào? Diễn bài của Trấn Thành. Trấn Thành hả? Quên mấy quay rồi nhà, con quên mấy quay đó. Nói lại cái câu mà khó thuộc. Xin thưa. Hả? Kính thưa toàn thể gì đại biểu. Kính thưa toàn thể quan khách. Kính thưa quan viên hai họ. Kính thưa toàn thể chị đại biểu, và ngày hôm nay nếu được bà con trong làng, tôi xin thành thà sách cốt di tâm toàn thể chư vị cái tiên tôi, và tôi xin đạt được hành pháp để gì đạt được danh vọng. Vì sau cái thời gian được chức xã trưởng thì đó cũng là một danh dự, đồng thời đó cũng là cái trách nhiệm của tôi, và tôi biết được đó sẽ làm cái năng lượng trên đôi bàn này. Vâng, sự phát triển của hiện tại, vâng, và đời sống có thể nói rằng có thể đến được với những cái gì gọi là tầm cỡ vi mô, và tranh vân quý vị có thể nói rằng trong tương lai gần, và tất cả đó là những sự như vậy, vâng, và như đó là thật ra, vâng, và bây giờ ta nói gì vậy ta? Đó là bé là nói câu đó, bé có hiểu cái nghĩa đó không cha? Em không có hiểu đâu. Con có hiểu không hiểu đâu. Thì hôm lúc là lần đầu là Trương gặp bé là rất là ấn tượng trong cái vòng chút bài đó mọi người. Trời ơi, bé Trang nói yêu lắm, mà lần đầu tiên được gặp bé luôn thì cũng chưa có xem chương trình Tí Hon là cái gì đó, Người Hùng Tí Hon đâu mà thì cũng chưa có được xem, mà lúc đó nghe đúng choáng luôn. Vì sao? Tốc độ nói của bé nó nhanh mà nó lưu loát, mà biểu cảm của bé giống như một nghệ sĩ hài thực sự đó mọi người. Những lời khen có cánh. Đấy, hôm qua chú mới quay tập của con á, thì chú thì chú chút bài, nhưng mà cái tập của con á khán giả hưởng ứng quá trời, khen bé dễ thương. Nhưng hơi lúc bé hơi nghịch ngợm xíu mọi người. Bé lúc tập cũng rất là nghịch ngợm. Chỉ lúc lên thi là bé mới nhập tâm mọi người. Nhập tâm là bé lên năng lượng tràn trề. Cái tông của bé là bé quạt là bé nói. Rất là biểu cảm khuôn mặt đó mọi người. Có yeah, ok. Cái là cái giả vờ yêu, giả vờ biết. Nào, cái đó còn mấy tao, còn 3 hả? Để em trường chứ. Hôm nay cái cảm xúc đó mọi người thấy không? Hôm nay cảm xúc khi quay trở lại với các chiếc kênh hài sao con? Để gala này, hôm nay đi gala đó con. Bất ngờ hả? Có vui không? Vui. Trong tất cả các giám khảo á, với chú MC thì con thích ai nhất? Nói đàng hoàng, đẹp thương mình. Đúng rồi. Ai cũng thích hết đúng không? Ý là mình thích cái kiểu hài của ai đó. Hôm nay ai làm tóc cho con mà đẹp? Cuối tình sắc cô. Thế hôm nay mọi người thấy mẹ anh Trang xinh không mọi người? Hãy chọn một bộ áo này, áo gì? Và ba nữa. Thích cười không nhấn. Ai con có... Con có nói gì với khán giả không? Ai
con dạ. Cũng muốn gửi lời cảm ơn gì tới khán giả mà đã xem con cảm ơn các khán giả đã xem con và ủng hộ cho con. Cảm ơn các khán giả. Mọi người theo dõi con ở tập Gala đi. Mọi người theo dõi con tập Gala nhé. Thì mọi người ơi, bé Trang còn một năng khiếu, rất là nhiều năng khiếu nữa. Đó là hát đó mọi người. Bé hát hay lắm. Hát hay lắm mà hát nhạc gì bé cũng chơi được hết nha. Đúng không em? Đúng không Trang? Dạ, nhà Trang đang có cái chơi được nhưng mà ca cổ thì cũng muốn chơi được coi. Ca cổ thì bé không có. Hơi già với cái tuổi của bé. Thì hôm nay đến với Gala thì con có sự tự tin của con là bao nhiêu phần trăm? Nói chung nghe liệu có liệu chưa chín mươi chín phần trăm mọi người, và còn 1% là thuộc vào may mắn nữa, đúng không? Nay là 5 cái đâu, 1 chiếc là chú với con bài rồi, đúng không? Nói chung là vui, bây giờ là vui, con Gala là vui rồi, còn bây giờ là tùy thuộc cho nói chung duy nghĩ số thôi, còn kịch bản là hết sảy rồi, vui bất cờ, còn hơn cho vòng này loại nữa. Bên đây với xoài ngọc miền Tây, quê hương tươi đó gửi thêm chung quà. Rồi, xin tạm biệt mọi người, hãy ra Hành Trang đi Gala tốt nhé, Hành Trang. Mọi người ơi, Facebook của Hành Trang là Nguyễn Hành Trang mọi người nhé. Em mặc áo xinh xanh nha, áo cũng màu xanh, không màu xanh nha, mọi người nhớ theo dõi bé nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Mọi người nhớ đón xem Facebook Danh Hài vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bài nó lên nó nghiêm chỉnh được rồi. Nào lên được con bài con tập lại thôi. Nghe bài con lại đó. À, với hai mẹ con nói chuyện là vui rồi. Hơn biết có dễ ăn không chị? Biết có dễ ăn không chị? Dễ ăn không? À, có dễ nuôi không? Dễ ăn. Thích ăn nhất là đùi gà, đùi gà KFC, gà chín nữa, gà rán gà đó. Thì cho bé ăn, bé thích ăn đùi gà đấy, bé cũng nhỏ mà cũng là bé là mình đi thi hài thì năm mấy tuổi chị, mình phát hiện được là bé không, thế là từ lúc bé mà thích hoạt động nghệ thuật là từ lúc nào chị? 2-3 tuổi là hai chục mấy là nó gần, là nhưng mà lúc nó 7-8 tháng thôi, nó chưa biết nói mà nó ôm cái góc chổng á, nó nhảy rồi nó coi bài cái nó diễn theo mà làm cười đó, mà nó đọc không, nó nói không có gà tiếng mà cái ứ a ra đó mà làm mắc cười đó. À, hôm trước em có coi cái gì mà giảm làm Việt Hương, cái thi tiểu phẩm Việt Hương hả? Cái đó trên chương trình gì em quên mất à? Biệt tài tí hon đúng không? Bên cũng bên công ty con, bên công ty em là không thấy bé rồi, nay bé đi thi rồi.
của bé là biết hát biết quay rồi nó đam mê. Không, em nói thật, bé biểu cảm tốt lắm. Là mà một người nghệ sĩ quan trọng nhất là cái biểu cảm khuôn mặt ấy, buồn vui cái này kia. Không phải là hề nhá, mình không phải là hề. Mình không phải là làm xấu khuôn mặt mà ý là mình biểu cảm buồn vui á. Còn cho nên khách nó cảm nhận được cái bài hát nào nó diễn như sao dạ dạ bắt được nhịp. Lúc mà em biết kịch bản cho bé là em cũng thích viết vì sao bé hiểu á, bé biết diễn mà mình cũng cố gắng viết cho bé thi. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Anh thì tại chị Hồng đó, chú Tấn Kiệt dạy anh Trang á, chú Tấn Kiệt mới học bài nhanh hơn mấy đứa kia. Chú Tấn Kiệt khen lắm. Dạy nó nhanh lắm. Nên sao bé là cái là bé hiểu là bé thuộc là bé chơi, là bé không có tập là bé cứ cả kiểu là mình cứ chết vui vui đó. Đó là bé hiểu rồi là bé, còn bé không hiểu là bé sẽ học. Nó hiểu đúng rồi. Dạ, cái đó em thấy bé học nhanh. Lên sân khấu nó là bé máu là mới chơi luôn. Sân khấu chịu máu lắm. Dạ. Sân khấu mà chỉ cháy hết mình lắm. Vâng. Thấy cũng mừng. Cái kiểu như nó diễn lanh quá, cái thằng cha cái thằng mẹ quá. Anh nhiều khi nó ví dụ bé chỉ có mấy cái thuộc văn nói đó chị, cái nào mà nói quảng cáo giống như kiểu mà chị hỏi với em là viết cái 12 giờ đêm nay, 12 giờ đêm nay là bé làm rồi. Còn mấy cái mà được cảm xúc thì bé nó chưa nhập tâm mấy. Vì bé là lanh lanh, mình quạt quạt đó. Là mấy cái đó trên sân khấu đó.